Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cơ quan xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả khi đến Hưng Yên đầu tư. Thu hút dự án vào đầu tư tại tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng khá. Chính phủ ban hành Nghị định số 10 năm 2024 về ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp vào đầu tư trong khu công nghệ cao trên cả nước. Cuối chuyên mục là phóng sự xu thế phát triển xanh bền vững ở doanh nghiệp. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết của chuyên mục. Vừa qua, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn Quốc và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn Quốc đã tập huấn kỹ năng cơ bản trong thu thập thông tin, xây dựng tài liệu, lên kế hoạch xúc tiến đầu tư, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tỉnh. Những nội dung cốt lõi nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm khi tìm hiểu đầu tư, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn Quốc sẽ thiết lập kênh kết nối, hỗ trợ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên khi thực hiện xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc đạt hiệu quả cao nhất, thu hút nhiều doanh nghiệp vào tỉnh đầu tư. Tỉnh Hưng Yên hiện có 17 khu công nghiệp và sẽ mở rộng thêm nhiều khu mới trong thời gian tới, là cơ hội để doanh nghiệp đến đầu tư cũng như đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư ở cả trong nước và nước ngoài. Tại tỉnh Hưng Yên, trong tháng 1 năm 2024 đã tiếp nhận thêm 12 dự án đầu tư mới và 11 dự án tăng vốn với tổng số vốn trên 7.200 tỷ đồng. Cùng với kết quả thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trong năm 2023 tăng mạnh với gần 100 dự án trong nước và nước ngoài, có tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng và gần 660 triệu đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm qua đạt 10,05%, đứng thứ 7 cả nước. Đi liền với thu hút đầu tư, số dự án mới đi vào sản xuất tăng, hoạt động hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên thu ngân sách đạt gần 32.000 tỷ đồng, vào top cao cả nước. Theo Nghị định số 10 năm 2024 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 3 tới đây, sẽ có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao trên cả nước. Theo đó, doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao sẽ được ưu tiên tham gia chương trình hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ vốn vay. Nghị định cũng khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư hạ tầng khu công nghệ cao với nhiều ưu đãi đi kèm. Cùng với đó, chính phủ sẽ thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư dự án vào khu công nghệ cao, có cơ chế khuyến khích cụ thể đầu tư xây dựng doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực trong khu công nghệ cao. Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau ít năm xây dựng hạ tầng, đến nay hơn 80% diện tích khu công nghiệp Minh Quang đã được doanh nghiệp đến thuê đất. Các doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của địa phương khi vào đầu tư. Khu công nghiệp Minh Quang có diện tích 150 ha thuộc các phường Bạch Sam, Bình Đức và xã Dương Quang của thị xã Mỹ Hào. Khu được triển khai xây dựng từ năm 2018, kinh phí xây dựng hạ tầng gần 2.000 tỷ đồng. Đến nay, 80% diện tích đã có doanh nghiệp thuê đất để đầu tư dự án sản xuất công nghiệp. Chủ yếu là các lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng cơ khí, linh kiện ô tô điện tử, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Đây là một trong những khu công nghiệp có tiến độ thu hút dự án và đầu tư nhanh, hơn 80% diện tích đã có doanh nghiệp đến thuê. Các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp, họ đánh giá rất là cao cái công tác là hỗ trợ các cái thủ tục ngay từ khâu ban đầu, từ khâu cấp giấy nhận đầu tư cho đến cấp phép xây dựng, thực sự là rất là nhanh và gọn và nhẹ. Thì là chủ đầu tư công nghiệp thì chúng tôi cũng đánh giá là cái công tác này nó rất là quan trọng đối với các đầu tư trong công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp có câu hỏi gửi về qua số điện thoại hotline của chương trình 0363089089 như sau. Trường hợp hàng hóa đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hưng Yên, nhưng việc kiểm tra thực tế hàng hóa tại tỉnh khác thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện như thế nào? Sau đây sẽ là nội dung trả lời, giải đáp của cơ quan chuyên môn với câu hỏi vừa rồi của doanh nghiệp. Sau khi nhận được đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai gửi qua hệ thống, thì Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa.
Trường hợp chi cục hải quan chưa có kết nối trên hệ thống thì chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện việc lập hai phiếu ghi kết quả kiểm tra, hai phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa và cùng với bộ hồ sơ hải quan niêm phong toàn bộ và gửi giao cho chủ hàng chuyển đến chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa. Người khai hải quan thực hiện đăng ký thời gian, địa điểm kiểm tra thực tế với chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa. Căn cứ kết quả kiểm tra của chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai cập nhật kết quả kiểm tra vào hệ thống để quyết định thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản. Quý doanh nghiệp cá nhân có những câu hỏi hoặc nội dung cần quảng bá, chia sẻ trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, xin liên hệ hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại 0363 089 089, hòm thư điện tử đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là nước đang phát triển, vì vậy khi hội nhập toàn cầu hóa đang đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. Đó là việc bắt nhịp với chuyển đổi số, với xu thế phát triển xanh, phát triển bền vững. Không thể đứng ngoài những xu thế trên, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp Việt phải có sự chuyển đổi, bứt phá mạnh mẽ. Bởi ngày nay, xu thế này đã trở thành điều kiện, là chìa khóa để khơi thông hàng hóa xuất khẩu đi các nước. Đặc biệt là các nước phát triển, vốn là những bạn hàng, thị trường xuất nhập khẩu chủ lực của doanh nghiệp Việt Nam. Đến nay, sản phẩm ống đồng dùng cho công nghiệp nặng, điều hòa, bình nóng lạnh và y tế của doanh nghiệp này đã xuất khẩu sang gần 30 nước. Những thị trường xuất khẩu chủ lực là Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Tại các thị trường này, vốn đòi hỏi rất khắt khe về điều kiện cả trước, trong và sau sản xuất. Trong đó có không ít tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện liên quan đến phát triển sản xuất xanh, sản xuất bền vững của doanh nghiệp. Vì ngày nay, các yếu tố này đã trở thành điều kiện cần và đủ để sản phẩm của doanh nghiệp đạt điều kiện xuất khẩu. Hệ thống quản lý về môi trường, hệ thống quản lý về an toàn và hệ thống quản lý về các cái chất nguy hại đến sức khỏe, và chúng tôi duy trì việc này thường xuyên và có những định kỳ đánh giá để đảm bảo được những cái sản phẩm đến tay khách hàng. 5 năm trở về trước, trừ doanh nghiệp quy mô lớn, còn lại đa số khi nói đến các tiêu chí, tiêu chuẩn phát triển xanh, bền vững là việc hoàn toàn mới mẻ, thậm chí xa lạ với nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ sản xuất để phục vụ tiêu dùng trong nước, nay chuyển hướng sang xuất khẩu làm trọng tâm. Doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm vẫn chưa đủ mà còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu từ thị trường nhập khẩu. Trong đó có không ít quy định liên quan đến phát triển xanh, phát triển bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo đã trở thành tiêu chí để doanh nghiệp có nhiều đơn hàng hơn. Đề cao yêu cầu giảm sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải các chất gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất. Cái đấy là một cái thách thức đối với doanh nghiệp trong nước, là đầu tư ra làm sao, đào tạo như thế nào, thế và quy hoạch ra làm sao cho nó ổn định. Những thách thức này không chỉ đặt ra cho doanh nghiệp trực tiếp sản xuất mà với cả doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, khu cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư. Đơn cử như việc thu gom xử lý nước thải ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Nếu không làm tốt, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn hàng, đến thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp đang hoạt động trong khu. Vì vậy, ở một khía cạnh khác, đây lại là điều kiện để các chủ đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp đầu tư theo hướng xanh và bền vững nếu muốn phát triển và thu hút được nhiều dự án và đầu tư. Hướng đến phát triển xanh và bền vững, chúng tôi đang thu hút các nhà đầu tư dịch chuyển từ Hà Nội cũng như là khu vực lân cận, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường. Theo các chuyên gia kinh tế, sản xuất xanh, sản xuất bền vững đang trở thành xu hướng toàn cầu. Điều này đang định hình lại luật chơi về đầu tư, về sản xuất và xuất khẩu của từng doanh nghiệp cũng như của mỗi quốc gia. Đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là cơ hội cho doanh nghiệp trong nước thay đổi, đón đầu xu thế để mở rộng thị trường, mở rộng bạn hàng xuất khẩu, đưa kinh tế Việt Nam bứt phá. Quý doanh nghiệp cá nhân có những thông tin cần phản ánh, quảng bá trong các chương trình truyền hình hay trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, vui lòng liên hệ, gửi tin nhắn đến số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.